Ok, hello, xin chào anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming nha. Mình chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè. Đây anh em muốn soi đồ của Hào Thiên đây, đường môn anh em. Mới chuyển được môn hôm qua. Thằng em này mới chuyển được môn hôm qua, một cái nón thông pháp 18 đục. Một nón thông pháp 18 nè. Lấy thành cái lượng đam luôn. Giá truyền kháng cả 12 30 làm chậm. Áo 40 19. Vũ khí 30 79. Bao tay sinh lực nỗ lực cao, bao tay này khả bán cho thằng em 500 xu. Khả bán cho thằng em 500 xu. Rồi kháng hỏi 25. Kháng hỏi 13. Đây là một cái nhận là thông pháp 17 20 17 30 trời ơi g anh em thấy thông pháp vãi rồi, 17 17 này 18 nữa, 34 52 thông pháp, what the hell, 32 thông pháp, 52 thông pháp chứ, ui nhớ thông pháp nữa vãi rồi trời ơi, sẽ đổ Hảo Thiên AK này 18 thông pháp này, 17 thông pháp là 35. 35 nhớ cái này 17 nữa là 35 nhớ 17 là 52. 52 với cái này 17 nữa, what the hell. 69 điểm thông pháp, what the hell, một set đồ vai cả nồi. Dày đánh gơ thiệt. Với lại hiệu ứng làm chậm thì hiệu ứng làm chậm là 20, 30. Hiệu ứng làm chậm được 80 nha anh em. Đó anh em thấy không? Hiệu ứng làm chậm được 80, 30 này. 20 là 60 này, 30 là 60 này, dưới này là 80 này, đọc móc 80 này. Trời ơi. Còn kháng hỏi thì không cần nói rồi, không có mang chón luôn. Thông pháp này. What the hell, 4 món thông pháp vãi cả nồi. Thông pháp xấu, 59 điểm thông pháp. Mắt đàm vãi thiệt. Quá gờ, quá gờ. Quá gờ. Trận này là Khải Liên Cảm, Liên Chạm kém quá, Khải Liên Chạm có 18 thôi. Trận hôm trước Khải Liên Chạm đến 26 mà Khải Liên Chạm mấy lần vậy? Mà hôm nay Liên Chạm được một lần 18, những lần 15, 16 rồi. Ít kém quá, hôm nay Liên Chạm kém quá. Trời ơi, sẽ đồ thông pháp vãi cả nồi. Mang theo cái gia truyền này thì được cái dòng làm chậm 30 nữa nè. Mang vũ khí dòng 1 á. Mang vũ khí dòng 1 thì gia truyền về áo thì mình tùy lựa chọn thêm một món nữa cũng ok. Chắc vãi. Một sẽ đồ đường môn, mới chuyển sang đường môn ấy nè. Mới đánh tổng kiểm top 1 ấy, vừa rồi Khải top 4. Hà Thiên Ngân Ca đường môn top 1. Đường môn đang top 9 nè. Một cao thủ đường môn hôm trước là Thiên Quân Bang. Hôm nay chuyển về đường môn rồi. Top 1 đường môn. Anh em xem thì đừng quên cho Khải cũng như Hào Sinh KK một like chia sẻ trong video nhé.